Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng khai sinh giải phóng Hướng Hóa đã góp phần tạo bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Tuần qua tại nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều Pa Co, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện này. 50 năm trước, hòa cùng khí thế tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bằng tấm lòng sắt son thủy chung với Đảng, trí thông minh và tinh thần dũng cảm, quân và dân các dân tộc huyện Hướng Hóa đã sát cánh cùng các quân đoàn, sư đoàn, binh chủng, các đơn vị bộ đội chủ lực đồng loạt tiến công vào các cứ điểm của địch. Sau 170 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, ngày 9 tháng 7 năm 1968, lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên cứ điểm sân bay Tà Cơn. Chiến dịch đường chín khai sinh kết thúc thắng lợi vang dội. Hướng Hóa là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị và của miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng khai sinh đã đi vào lịch sử mốc son chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca của dân tộc ta, quân đội ta, cũng là niềm tự hào của quân và dân Quảng Trị. 50 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hướng Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ra sức kiến thiết, xây dựng và phát triển quê hương và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu sớm đưa Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong tuần, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 có nhiều nội dung, phương thức thực hiện mới, quy mô lớn hơn, thực binh nhiều hơn so với các cuộc diễn tập trước đây. Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập cũng là quá trình bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, khả năng ứng phó với mọi tình huống, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh để xây dựng tỉnh Quảng Trị thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ quê hương, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 được tổ chức là bước cụ thể hóa nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, là cuộc sát hạch về khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị tuần qua đã tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ 14 mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16 từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 sau nửa nhiệm kỳ, hội nghị đồng tình với báo cáo và có liên hệ sâu với dự thảo báo cáo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị thống nhất khẳng định, sau nửa đầu nhiệm kỳ, công tác triển khai hợp tập nghị quyết được tiến hành bài bản, nghiêm túc. Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính khả thi cao, biết chọn điểm nhấn, chọn chủ đề để thực hiện qua từng năm, làm cơ sở để các cấp các ngành cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Trong đó đã chỉ ra những điểm mạnh, những mặt hạn chế, tranh thủ được sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương để phát triển, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Chính vì vậy, trong số 9 chỉ tiêu đạt được, có những chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết đề ra. Điều đó cho thấy chúng ta đã khởi động và vượt chướng ngại vật khá tốt. Vấn đề còn lại là cần tăng tốc để về đích thành công. Qua thảo luận, hội nghị thống nhất chọn phương án 3 trong 3 kịch bản tăng trưởng được xây dựng, trong đó tập trung duy trì chất lượng tại cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới để nâng cao đời sống của người dân và để những vùng quê nông thôn mới phải thực sự trở thành vùng quê đáng sống. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện nghị quyết 18, 19, hội nghị Trung ương 6 và các nghị quyết Trung ương 7 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 một cách liên tục, thường xuyên, trong đó cần đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và lựa chọn cán bộ.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 14 mở rộng cũng thống nhất nội dung thêm hai nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2018. Đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Ban thường vụ các huyện, thị, thành phố, các cấp các ngành cần ra soát lại các chỉ tiêu để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018, góp phần tạo đà thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh lớn nhất toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giải bóng đá hội khỏe phụ đồng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Nestle Melo lần thứ 16 năm 2018 tuần qua đã diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Giải bóng đá hội khỏe phụ đồng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Nestle Melo lần thứ 16 năm 2018 được tổ chức từ ngày 3 đến 10 tháng 7 năm 2018. Với sự tham gia của 22 đoàn đến từ các sở giáo dục đào tạo trên toàn quốc, trong đó có 15 đội bóng cấp tiểu học và 14 đội bóng cấp trung học cơ sở. Các đội bóng được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và tương đối đồng đều. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính và thu hút sự quan tâm của đông đảo các cổ động viên. Giải cũng nhằm mục đích duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, đồng thời phát hiện những tài năng bóng đá trẻ cho các giải đấu lớn. Tại lễ bế mạc, ở nội dung cấp tiểu học, ban tổ chức đã trao đồng giải ba cho hai đội bóng Bắc Ninh và Thanh Hóa, giải nhì cho đội bóng Quảng Trị và giải nhất cho đội bóng Kiên Giang. Ở nội dung cấp trung học cơ sở, ban tổ chức đã trao giải ba cho hai đội bóng Phú Thọ và Bình Phước, giải nhì cho đội bóng Bắc Ninh và giải nhất được trao cho đội bóng tỉnh Nam Định. Vừa rồi là những thông tin sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.